Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Sisi mới vừa đi về. Hôm nay cả nhà thấy Sisi mặc áo làm này đẹp không ạ? Cái này là hiệu Mask Studio, vải kate. Mùa này mà mặc vải kate là số 1. Mỗi một năm chúng ta chỉ được có vài tháng để mặc cái mình vải kate, kate xô, vải thun lạnh. Chỉ có vài tháng thôi, cho nên là chị em nào ai cũng tranh thủ để được mặc, đúng không ạ? Đó, Sisi thích lắm các bạn. Thứ nhất là mùa hè nóng nực, oi bức, trắng trắng, kem kem, màu lợt lợt đi, nói chung là màu lợt lợt, trên cả tuyệt vời. Các bạn có biết hiện tại bây giờ là 98 độ nè, nóng thật là nóng hết luôn đó các bạn. Nhưng mà Sisi vẫn đứng đây để làm video cho các bạn nè, mồ hôi đang chảy ra sau lưng nè. Đó, vải kate xô nó thấm hết trơn à, đẹp không ạ? Cái hiệu này nè đắt tiền lắm, một trăm mấy chục đô đó, mà CC mua 70% off luôn đó. Đẹp không ạ? Đầm này CC mua cũng lâu rồi đó, CC mua cho CC một cái, con gái một cái, lúc nào cũng mua cho hai mẹ con hết á nè. Đó, mua chung như vậy á, nhưng mà không có bao giờ mà mặc chung hết. Tại vì nếu mà con CC đi đâu thì CC phải ở nhà coi tiệm, còn CC đi chơi thì con CC ở nhà, cho nên là hiếm khi nào mà hai mẹ con được mặc chung những cái đồ bình thường để đi với nhau đó, ít khi. Đẹp không ạ? Cái này là size small, cái của CC là X small. Con CC đó là mặc size small, size 4 và size 6. Con CC cao hơn CC ha, người tròn hơn một chút mà có cái bụng. Bụng con CC khoảng 75. CC thì có 69-70 thôi. Đó, đẹp không ạ? Các bạn nhìn thấy như vậy thôi nhưng mà đẹp lắm. Rất là đẹp luôn mà lại rất là rẻ tiền luôn nữa. Mấy bữa nay ngày nào CC cũng xài hết. Là tại sao các bạn biết không? Để được nhiều đồ, cho nên là chúng ta thích lắm. Đó, CC lúc nào cũng có hai cái phone đó, cho nên bỏ vô đây vừa hai cái phone luôn. Thêm cái bóp nữa đó. Đầm này rất là dễ thương. Đầm này là những cái đầm CC mang đi du lịch. Thứ nhất là nó nhẹ, hành lý nó nhẹ nhàng, thích lắm các bạn. Mang theo một cái máy ủi hơi đó, nhỏ xíu à, xíu như vậy nè. Biết rằng là khách sạn nào cũng có, nhưng mà đâu biết xui, nó lỡ không có sao. Cho nên là mình có thì mình cứ mang theo. Rất là đẹp luôn, rẻ tiền lắm các bạn ơi. Không biết còn nhiêu, CC không biết, các bạn tự tính đi. 148 đô Mask Studio. Ở Mỹ ai cũng biết cái hiệu này rất là đắt tiền. CC mặc hiệu này trên 20 năm rồi. Lúc CC mới qua Mỹ được vài năm, CC được các chị Mỹ không à, lớn tuổi à, CC được những người Mỹ đó, họ chỉ cho CC mặc cái hiệu này. Cách đây 20 năm nha các bạn, là CC đã được mặc cái hiệu này rồi. Một cao đầm của cái thương hiệu này đó khoảng từ 130, 150 trở lên. Dù là vải kate, dù là vải xô, rất là bình thường luôn. Đẹp lắm các bạn, thích lắm. Đó, hai mẹ con hai cái nữa. Chị em nào mà muốn mua thì cho CC biết. Nếu mà con CC đó không có mặc đó, CC bán lại cho các bạn. Còn cái này là của CC ha, CC mặc. Đây, cái này size small nha. Nhiều lắm, CC mua cho lúc nào cũng hai mẹ con hết. Có size là mua liền. Thì đây, đây là cái thứ nhất nha. Đây là cái thứ hai. Đó, đi du lịch của CC là như vậy đó các bạn. Vải kate xô vậy đó, thích lắm. Nó vừa nhẹ, nó vừa gọn, nó vừa, nói chung là rất là dễ thương luôn. Đẹp không ạ? Đẹp ha. Đó, này hiệu gì CC cũng không biết nữa. Nó sale 70, 50, 30 gì CC cũng mua đó. Cứ thấy đẹp mà thích là mua. Áo đầm này cũng rẻ. Những cái áo đầm này đó là CC mua khoảng từ 29 đồng 99 cho tới 34 đồng 99 à. Không có mắc hơn. Khoảng 35 đồng đi, 35 đồng trở xuống. Đó, cái này mua cũng lâu rồi ha, mua bắt đầu mới vô mùa luôn á, là mua, tại vì mua trễ quá sợ hết các bạn.
Đó, đẹp lắm. Mua lâu rồi, bây giờ đâu có thời gian đi đâu nữa đâu. Gom xuống chuẩn bị xếp vô vali, du lịch tới 30 ngày lận mà. Đó, cho nên là thấy, ô, làm video cho các bạn xem luôn. Đó, cái này là size X small CC mặc. Con CC cũng, cái này Có của đây. con CC, cái này size small. Các bạn nào muốn mua, CC nói con CC để lại hết à. Nè, tại vì con CC đi du lịch rồi, cho nên giờ con CC đâu có đi nữa. Đó, đẹp lắm luôn đó. Sờ cái mình vải đi rồi các bạn sẽ biết. Dễ thương không? Rất là dễ thương hả? Đó, đi du lịch như vậy thôi, thoải mái. Các bạn thích mặc một cái áo khoác, nhưng mà CC không có áo khoác đâu. CC là choàng một cái vải cũng là vải xô, hoặc là một cái áo khoác cũng là vải xô, nhẹ thật là nhẹ vậy đó. CC chỉ thích vậy thôi à. Mấy cái đó CC xếp vô vali hết rồi nè, đẹp không? Chị em nào muốn mua cái này thì mua ha, rẻ tiền lắm, không Trời đất ơi, đẹp không? bảo đảm luôn là các chị em rất là mê cao đầm này, bảo đảm luôn đó. Cái này là vải xô rất là đẹp, đẹp mê ly luôn. CC có nhiều lắm, nhiều đầm vải xô như vậy lắm. Bông có, màu kem có, nối mấy màu chung cũng có, từ hiệu đắt tiền trăm mấy 200 đô một cái, sale 50%, 70% luôn. Rồi những cái áo mà giá nó bình thường cũng có, nhưng mà các bạn biết là vải xô là rất là đắt tiền chứ không có rẻ tiền đâu. Nè, đẹp không? Trời ơi, mê luôn đó, trên cả tuyệt vời luôn, đúng không? Không còn gì bằng nữa đâu nè. Đó, cái này là Exmo nha. CC mặc là Exmo, cái này của con gái CC là size small nè. Mấy cái này mua lâu lắm rồi các bạn, mua lâu thiệt là lâu rồi, bây giờ mới còn chứ bây giờ CC nghĩ không còn. Người ta đi du lịch người ta mua hết rồi. Rất là đẹp. Chỉ tiếc cái là nó không có cái túi thôi các bạn, nhưng mà thôi kệ cũng ok. Đó. Cái này của con CC nha, size small. Các bạn cứ nhớ á, CC là X small, con CC là small. Vậy đó. Những cái đồ này CC mua cho CC, mua cho con luôn. Mua lâu rồi. Đó. Rất là đẹp luôn. CC biết là rất là nhiều bạn sẽ thích cái áo này nè. Tuyệt vời không? Đó. Áo đầm này mua 39 đồng, 99 đó. Áo đầm này. Lúc mua cái áo đầm này á, là họ đã sale rồi, nhưng mà họ để cái bảng sale như vậy vô lấy luôn, chứ không có phải là mấy chục phần trăm gì hết á. Lâu rồi này mua chắc cũng phải trước khi con CC đi du lịch lần nào, 2 tháng rồi. Nhưng mà đâu có ý định bán cho ai đâu, cho nên cứ để dành để đi du lịch nè. Trời ơi, quá là đẹp luôn. Bây giờ các bạn nào muốn mua là mua được size của con CC thôi. Thì con CC không đi du lịch nữa thì bán lại cho các bạn là size small toàn bộ. Còn của CC là X small. CC mặc trong mùa này. Đó. Đẹp không ạ? Trên cả tuyệt vời. Thì đây, chị em nào muốn mua cái này size small của con CC cho CC biết ha. Rẻ tiền lắm. Ok. Tuyệt đẹp. Qua cái khác nhé. Và tiếp theo đây, với một cái mình vải của nó, CC nói thật với các bạn đó, các bạn mê luôn. Đây là hiệu Nine West. Lúc trước CC thấy đẹp quá, nhưng mà không có size của CC. Nhưng vì nó quá đẹp luôn, CC có mua giùm cho một chị ở Việt Nam, mà CC quên. CC quên là chị không có mặc sát nách. Đó, sau đó thì chị thấy CC lỡ mua rồi, cho nên là chắc chị cũng nghĩ là thôi kệ đi, chị lấy. Nhưng mà sau đó thì lại có một chị khác thích cái áo đó, cho nên là CC thấy để CC hỏi chị, cho nên là CC đã bán giùm cho chị cái áo đó cho người khác rồi ở Mỹ. Cái cô đó đó, trời đất ơi, cũng mặc vô rồi hả, cũng nói CC ơi mê quá, CC ơi thích lắm. Ở bên Mỹ này ai cũng thích những cái loại như vậy, mình vải thun không nhăn dễ mặc, đi đâu vội vội vàng vàng lấy cái áo mặc vô một cái xong đi, ai cũng thích hết. Mà bảo đảm ở bên Mỹ những cái kiểu như vậy ai cũng có, nhưng mà tùy cái thương hiệu các bạn lựa thôi. Hiệu Nine West CC cũng mới biết đây thôi, nhưng mà CC thích lắm. Giống như CC nói với các bạn, CC đang nghiên cứu về hiệu Nine West,
Tại vì CC thấy cái mình vải Nai West nó quá là đẹp, mà cái giá tiền nó rất là phải chăng luôn, rẻ, đẹp, trên cả tuyệt vời luôn. Đó. Thì khi mà CC bán cho một cái chị ở bên Mỹ rồi, CC nghe chị nói là CC ơi, cảm ơn em, mặc đẹp lắm, thích lắm. CC đi, CC thấy size large, size small, không có S small. Thì CC nghĩ thôi kệ đi, cái dạng rộng rộng như vậy, small chắc mình cũng mặc vừa. Cho nên CC mua hai cái luôn. Mua lâu rồi mà quên, không có làm video cho các bạn. Áo này là CC mua lâu lắm rồi đó. Thì cái CC đang mặc là size small đó. Và cái này là size large. Đó. Cảm ơn chị nào ở bên Mỹ mua. Chị mua, chị mặc, chị khen. Cho nên á, CC mới mua nè. CC nghe chị khen, CC thích, CC mua. Cái này size small, rộng quá các bạn ơi, rộng quá. Nhưng mà thôi kệ đi, không ai mua, CC mặc không sao cả. Và cái này là size large nè. Đó, cảm ơn chị nhiều nha. Khán thính giả của CC mà nhận được đồ của CC đó, nói thích. CC thích lắm, vui lắm. CC nhớ trong đầu CC đi mà thấy cái như vậy là CC mua cho CC liền. Tại vì đôi khi đó, mình vô tiệm này mình thấy cái áo này nó không có size mình, nhưng mà mình qua tiệm khác, tình cờ một ngày nào đó nó có cái áo đó size của mình. Cứ đi vòng vòng kiếm vậy đó. Nè, rất là đẹp luôn. Cái áo đầm này nó là như vậy nè. Rất là nhiều chị em sẽ để như vậy để mặc. CC cũng mặc như vậy, chứ không phải là không. Nhưng mà giống như CC nói với các bạn đó, cái dạng nó suông như vậy nè, chị em nào cũng cần có cái sợi beo này hết. Đó, CC cột vô cái nó thành cái áo đầm khác rồi. Nè, đó. Như vậy thì mang dép đẹp. Thắt cái beo này vô, mình mang guốc đẹp. Nếu mà đi vô ăn tiệc hoặc là gì đó, CC nghĩ là các chị em nên thắt cái beo để nó ra một cái áo đầm khác, dễ thương hơn. Còn nếu các chị em đi ở ngoài phố đó, thì em đi ngoài phố đó thì buông nó ra, mang dép lẹp xẹp đi, rất là dễ thương phải không ạ? Đó, CC mặc như vậy đó các bạn. Đó, dễ thương không ạ? Các chị em kéo phùng phùng lên như vậy, thắt cái beo, mỗi người nên mua một cái beo ha, rất là đẹp. Đó, đơn giản không ạ? Rất là dễ thương luôn. Khi các chị em kéo phùng lên như vậy nè, nó che cái bụng rồi, tuyệt vời. Đó, rất là dễ thương luôn. Cái này là small nha, CC mặc hơi rộng, nhưng không bạn nào mua thì CC sẽ mặc còn mạc nè. 79 đô, 50% off, hiệu Nike West. Vải thun nó nặng nặng, không nhăn. Cái thun này nó không có lạnh ngắt đâu các bạn, nhưng mà nói chung là nó cũng ok đó, nó hơi mát mát. Nếu mà chúng ta vào máy lạnh thì nó sẽ lạnh lắm. Còn nếu mà chúng ta ở trời nóng đang 98 độ như vậy nè, nó mát. Đó. Thì chị em nào muốn mua hai cái áo này cho CC biết, một cái là size small là CC đang mặc, còn cái kia là size large. Không chị em nào mua thì CC sẽ gửi cho mẹ của CC. Đó. Đẹp không các bạn? Tiếp theo đây rất là đẹp. Một cái áo đầm rất là đơn giản đúng không ạ? Mà CC biết là các chị em thích lắm. Nè. Ở đằng sau lưng đơn giản chỉ là như vậy thôi. Một chút xíu như vậy thôi là đẹp rồi các chị em. Chút xíu thôi. Và một điều nữa CC rất thích ở cái áo đầm này là cái gì các bạn biết không? Cái áo đầm này của CC là size X small của CC. Cái này là size small của con CC. Nhưng mà chị em nào muốn mua cái small thì cứ việc mua ha, còn cái này là CC để mặc. Đây. Cái áo đầm này đó, nó có một cái áo ở bên trong, cái thêm top ở bên trong, để cho các bạn không có phải mặc áo ngực. Đây, giống như CC mặc nè. Cái thêm top nó nâng cái ngực lên nè, các bạn thấy đẹp. Đó, hết sợi rồi đúng không? Đây. Trên cả tuyệt vời là ở cái chỗ này. Không cần phải mặc áo ngực luôn. Đây là áo ngực nè. Thích không ạ? Nhiều bạn thích lắm, CC biết luôn. Ở đằng sau như vậy nè. Rất là đẹp, đẹp trên cả tuyệt vời luôn. Rẻ tiền lắm nha. Sale hết trơn rồi. Rẻ lắm. Đây. Đó, cái này của con CC. Size small.
đẹp vô cùng là đẹp luôn ha. Đó, vậy nè, cho các bạn thấy rõ hơn. Đây, CC thích cái đằng sau như vậy, rất là đẹp luôn. Đó, thì đây chính là cái áo CC mặc này. Vải thun, thun cô tông, không nhăn. Đi du lịch thì chỉ như vậy thôi các bạn, như đây là đủ rồi. Mang theo một vài cái áo thật là sang, thật là đẹp thôi. Còn bình thường là CC chỉ mặc như vậy đi du lịch à. Vải xô, vải kate, vải thun, vậy thôi. Thun cô tông có, thun lạnh có. Đó, nhiêu đó là du lịch của CC. Đồ thường lắm, vài ba chục một cái áo, vậy đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Các bạn có thích sau lưng không? CC vừa thích sau lưng, vừa thích cái then top ở bên trong nữa nè. Đó, tuyệt đẹp luôn. Chị em nào muốn mua cái size small thì cứ mua nha. Còn cái này hết rồi. Cái này CC mặc ha. Thì đây là cái dạng nó suông. Để CC thắt thử cái belt vào, coi coi nó như thế nào ha. Cái belt này CC xài lâu lắm rồi đó các bạn. Cái belt này CC xài ít nhất cũng phải là mười mấy năm rồi đó. Cái màu vàng của nó giờ nó lợt ra gần thành màu trắng luôn á. Mà CC cũng đâu có bỏ đâu. Nè. Đó. Nếu mà bây giờ chúng ta thắt vô như vậy cũng đẹp các bạn. Nói chung là cái dạng nó rộng rộng, nó suông thì chúng ta dễ mặc như vậy. Đó, chị em có cái kiến không biết nhìn nó ra sao nữa. Nhưng mà tùy các chị em, chị em nào muốn mặc cột lên giống như CC như vậy, hoặc là suông xuống cũng được. Đơn giản. Đây là những cái CC thích đó. Như vậy thôi. 30 cái cho 30 ngày du lịch là đủ rồi đúng không ạ? Vài bộ bikini để ra biển nữa. Đó, chỉ là như vậy thôi. Đi du lịch mà, mặc đồ rẻ tiền thôi các bạn. Tuyệt vời ha. Đó. Thôi, bây giờ video này chỉ có bao nhiêu đây thôi. Chị em nào muốn mua, tất cả là size small. Chỉ có một cái duy nhất là size lót thôi. Thì chị em nào muốn mua những cái CC mặc đó, giống như CC nói với các bạn, 80, giống như CC nói với các bạn, 80% CC mặc, CC xài, CC mang, CC mới bán cho các bạn. CC muốn biết là nó có ok hay không, CC thích hay không. CC thích thì mọi người mới thích. Cái mình vải sờ như thế nào, nếu mà CC cảm thấy thôi thôi không được đâu, trời ơi mình vải này mình mặc không được đâu, thì dại dột gì mà CC mua để CC bán cho các bạn. CC sợ nó làm sao CC bán cho các bạn được. Thành ra yên tâm, CC toàn là mặc không đó. Bán cho các bạn 100 cái, CC mặc 100 cái. Nói thật luôn. Chỉ có những cái nào mà nhiều khi nó khác cái size đó thì chịu thua thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Bye bye, I love you.